chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Lương Xuyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng bàn luận về hai cái câu chuyện của hai gia đình. Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện của bạn Hoa, đó là chị muốn đặt ra câu hỏi là các gia đình dành ra bao nhiêu phần trăm tổng thu nhập để chi cho việc giáo dục của con. Thì chị có chia sẻ với câu chuyện của chị, đó là hai vợ chồng em có tổng thu nhập một tháng khoảng 50 triệu. Hiện hai em bé học trường công, mỗi tháng hết khoảng 1,3 triệu mỗi bé học mầm non, và tổng hai bạn thì rơi vào khoảng 2,6 đến 3 triệu tiền học và ăn ở trường. Và đây là tất cả các khoản bao gồm cả học võ, học vẽ và năng khiếu cho các bạn đấy. Thì nhưng mà thấy thì bạn đang cảm thấy là không hợp lý cho lắm, vì thấy có hơi có lỗi với con tại vì mẹ hơi tiết kiệm. Có bạn nhỏ là mới gần 3 tuổi và học trường công, nhưng mà cô lại không được quan tâm và lớp thì khá là đông. Chính vì vậy mà bạn cảm thấy hơi chật chội cho con. Và bạn nhỏ thì mới đi học được 1 tuần thì đã bị ốm. Thế nên là bạn đang khá là lo lắng và băn khoăn là không biết là còn nên chuyển con sang học trường tư hay không, chấp nhận một mức phí học cao hơn khoảng 4 đến 5 triệu trên một bé để mong là con có một môi trường tốt hơn và không gian thoáng hơn để học tập. Thế thì với trường hợp này thì anh Quang nghĩ như nào? Cái này thì bây giờ mình sẽ bàn trên hai góc độ ha. Đầu tiên là trên góc độ về mặt tài chính trước. Thì theo một cái khảo sát của một công ty về giáo dục ấy, thì hiện tại là trung bình một gia đình của Việt Nam là dành cái phần tỷ trọng, cái chi phí mà dành cho giáo dục của con lên đến 40% trong cái tổng thu nhập. Thế thì nếu mà như vậy thì nó bị coi là quá cao so với chuẩn mực các nước khác. Ví dụ như Hàn Quốc là nó chỉ dành đâu đó khoảng tầm 10% thôi. Thế thì thông thường là một cái mức mà ở mức vừa phải thì cái tỷ trọng nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10-20%, tức là 10-20% từ thu nhập dành cho giáo dục của con là hợp lý. Thế thì với cái mức của nhà chị Hoa này á, thì hiện tại là đang có 2,6 đến 3 triệu thôi, mà trong khi là thu nhập của hai vợ chồng là 50 triệu. Như vậy rõ ràng là dưới 10% rồi, thì là ở mức cũng là tương đối tiết kiệm. Bây giờ nếu mà có chuyển sang trường tư với cái học phí khoảng độ rơi vào tầm 4 đến 5 triệu một bé, thì nếu mà tính tổng thì rơi vào tầm độ đâu đó khoảng độ 20%, đúng không ạ? Thì vẫn thực ra là vẫn nằm trong cái khoảng cho phép về mặt chi phí, gọi là hợp lý, không phải là bị là cao lắm. Nhưng mà tuy nhiên thì cái ở cái mặt khác, đó là khía cạnh tài chính ha. Còn khía cạnh khác là ở đây là thấy chị Hoa kêu là cứ chuyển sang trường tư học phí cao hơn này, thì hy vọng là môi trường này sẽ tốt hơn cho con này kia vân vân các loại, nhưng mà cũng chưa chắc đã là như vậy. Cái điều quan trọng nhất là nhà chị Hoa cần phải xác định là mình cần cái điều gì cho con của mình để mà mình lựa chọn cái trường nó phù hợp. Đó có thể là một cái trường công khác nhưng mà nó vẫn đầy đủ các cái điều kiện dành cho con, mà có khi là cái học phí nó vẫn chỉ như thế thôi. Chứ cũng không phải là cứ học phí cao hơn thì tốt hơn. Ngoài ra thì cái chuyện mà cô không quan tâm nhiều đến con ấy, thì thực chất là một phần là do phụ huynh thôi. Nếu mà mình mà có sự quan tâm chủ động, đúng không ạ, nói với cô giáo này kia bằng các thể loại thì có khi cô lại quan tâm đến con của mình nhiều, chứ cũng không nhất thiết phải là vì chuyện là trường công nên nó mới như này. Trên thực tế thì nhà mình cũng có em bé và mình thấy là có nhiều trường công nhưng mà chất lượng nó vẫn rất là tốt, mà học phí nó cũng rất là vừa phải thôi, chứ không nhất thiết phải là trường tư. Qua những cái mà anh Quang chia sẻ cho gia đình của chị Hoa ấy, thì không phải là cái việc là trường công hay là trường tư trường nào sẽ tốt hơn, mà điều quan trọng ở đây mà anh Quang còn nói là gia đình Việt Nam ấy thì bố mẹ khá là thương con nên là dành khá nhiều tài chính, cái khoản thu nhập của mình để cho con. Nhưng mà tuy nhiên thì chỉ cần biết là làm sao chọn một môi trường nào đấy tốt cho con này, và cho con có không gian để nó phát triển, không phải phân biệt cái khoản trường công và trường tư, đúng không anh Quang? Vậy thì sang câu chuyện thứ hai là câu chuyện của bạn Thủy Tiên ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn Thủy Tiên có chia sẻ đó là bạn có 300 triệu gửi tiết kiệm và nên đầu tư tiếp vào tiết kiệm hay là quỹ mở. Thì câu chuyện của bạn chia sẻ cụ thể đó là bạn đã từng hỏi chuyên gia và chuyên gia đã khuyên là đầu tư khi mà non kinh nghiệm thì chỉ nên giải ngân khoảng 20-30% vào quỹ mở, và còn lại thì gửi tiền ngân hàng hoặc là gửi sang các kênh an toàn hơn. Và trong một các khoản tiết kiệm của chị thì kỳ hạn là 6 tháng thì sắp đến ngày để tất toán, thì số dư là khoảng 300 triệu. Thì chị thấy là mỗi năm lãi khoảng 7% thì tương đối là ổn.
Và nhưng mà chị lại sợ là thời gian tới thì kinh tế có nhiều biến động và đồng tiền cũng có thể trượt giá mạnh hơn, nên là đang tìm đến các cái phương án đầu tư khác. Và chị đang đề cao cái sự an toàn, nên dự định là sau khi mà tất toán cái khoản tiền tiết kiệm đó thì sẽ dùng cái số tiền đó để đầu tư vào quỹ mở chứng khoán, vì được là giới thiệu tỷ suất sinh lời lên đến 15% một năm. Và chị thấy đó là cái kênh đầu tư này thì khá là nhàn hạ vì các chuyên gia đã có kinh nghiệm và thay mình quản lý tài sản. Cũng vì thế mà tỷ suất sinh lời như quảng cáo khiến cho chị hơi hoài nghi một chút. Và chị muốn hỏi thêm đó là vậy thì giữa tiền gửi tiết kiệm và quỹ mở trong cùng một thời gian thì kênh nào sẽ an toàn hơn và sinh lời hiệu quả hơn? Và chị có nên chuyển toàn bộ tiền gửi tiết kiệm sang đầu tư quỹ mở hay không? Hay là có thể giải ngân bao nhiêu phần trăm cho mỗi kênh là hợp lý? Thì anh Quang có thể chia sẻ với chị về trường hợp này. Mình nghĩ là trước khi đưa ra các quyết định đầu tư là gửi tiết kiệm hay là giải ngân vào quỹ này quỹ kia thì bạn Thủy Tiên nên có một cái hình tài chính toàn diện đầy đủ, xuất phát từ việc là mình xem xét thì là tóm lại là mình đầu tư là vì mục tiêu gì, mục tiêu tài chính của mình là gì đã. Đấy, thì để đạt mục tiêu đó thì trong thời gian bao lâu, vân vân các thể loại. Đấy, rồi bắt đầu mình sẽ review cái bảng thu chi để mình xem thử là ngoài cái khoảng 300 triệu đang có tiền nhàn rỗi này thì còn có thể tích lũy thêm mỗi tháng bao nhiêu tiền nữa hay không, thu chi này đã hợp lý chưa. Rồi sau đó xem xét cái bảng cân đối tài sản với nợ, xem thử là mình có hợp lý về tỷ trọng tài sản sinh lời, tài sản chưa sinh lời không, có đầy đủ các cái loại tài sản quan trọng như là tài sản phòng vệ, trong đó có quỹ thanh toán nhanh và bảo hiểm này, rồi tài sản cho an tâm hưu trí này, và những loại tài sản mà theo mục tiêu hợp lý chưa. Đấy, đầu tiên là bạn phải làm tất cả các bước đó, thì và sau đó là làm thêm một cái đoạn nữa là đánh giá cái khẩu vị rủi ro của bản thân Thủy Tiên ở mức độ như nào, kết hợp với cái mục tiêu và thời gian đầu tư thì mình sẽ ra được cái tỷ trọng phân bổ tài sản, thì lúc đó mới quyết định được là bao nhiêu nên vào tài sản là cổ phiếu này, chứng chỉ quỹ cổ phiếu này, bao nhiêu là vào trái phiếu này và chứng chỉ quỹ trái phiếu hay là như thế nào đó, thì như vậy là quyết định là sẽ hợp lý hơn. Còn trong trường hợp cụ thể, trong trường hợp này Thủy Tiên đã cân nhắc giữa là kênh tiền tiết kiệm hay là đầu tư vào quỹ mở, thì trong nếu mà là cái kế hoạch của Thủy Tiên là đầu tư dài hạn thì gửi tiết kiệm không bao giờ là một cái kênh hiệu quả cả, bởi vì các nền kinh tế mà đã trải qua rồi, đã chứng minh rồi, có thể là trong giai đoạn ngắn hạn như này thì lãi suất vẫn còn cao, nhưng mà khi kinh tế dần dần đến một cái mức độ nào đó và cái thị trường vốn nó đầy đủ hơn, phát triển hơn, thì cái lãi suất nó sẽ dần dần, cái lãi suất tiết kiệm nó sẽ dần dần giảm xuống, và khi đó thì chỉ gửi tiết kiệm cũng không bao giờ có thể bảo toàn và tăng trưởng được tài sản tốt cả. Thủy Tiên nên cân nhắc các phương án đầu tư, chắc chắn là phải đầu tư rồi, và quỹ mở hoàn toàn có thể là một cái kênh xét về mặt dài hạn, một kênh hiệu quả để mà có thể đầu tư được, thì tùy theo cái khẩu vị rủi ro của Thủy Tiên, mà Thủy Tiên có thể chọn là mình đầu tư vào cái quỹ hoàn toàn là cổ phiếu hay là quỹ kết hợp giữa một phần cổ phiếu và một phần trái phiếu. Như vậy mình nghĩ nó sẽ hiệu quả. Và nhắc ra trường hợp là Thủy Tiên cũng đang giai đoạn ban đầu đầu tư nữa, thì đầu tư thông qua quỹ mở cũng là một hình thức mà để mình có thể học hỏi từ cái cách quản lý quỹ của các chuyên gia. Vậy thì bạn có hỏi thêm một cái nữa, đó là phân bổ tài sản như nào, thì có nên là phân bổ dồn hết tiền để mua quỹ mở hay không, hay là chia ra đầu tư thêm những kênh khác nữa hay không? Như nói rồi, cái phân bổ tài sản á thì nó không nên tư duy theo kiểu là bao nhiêu phần vào hoàn toàn là vào quỹ mở hay là vào tiết kiệm, đúng không ạ? Mà cái phân bổ tài sản nó phụ thuộc vào, thứ nhất là cái mục tiêu đầu tư là gì, mục tiêu đó tương ứng với thời gian đầu tư trong bao lâu, khẩu vị rủi ro của nhà Thủy Tiên như thế nào. Đấy, thì từ các cái thông số đó nó mới ra được là phân bổ tài sản nên là vào bao nhiêu phần trăm và là cổ phiếu hay là chứng chỉ quỹ mở cổ phiếu hay là trái phiếu hay là chứng chỉ quỹ trái phiếu hay là chứng chỉ quỹ cân bằng. Đó là cái câu trả lời cho như vậy. Vậy thì tóm lại đó là về cái xét về cái khía cạnh tài chính của mình, khi mà quyết định đầu tư cái gì thì cũng nên là xây cho mình một cái kế hoạch tài chính tổng thể gồm các tài sản cơ bản, sau đó thì tính đến việc là tích lũy đầu tư hướng từ con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư sau, đúng không anh Quang? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.